Team Spirit và Na'Vi trong khuôn khổ của Starladder. Ở những lượt ban đầu tiên thì Team Spirit đã ban đi IO như là Chen và pick cho mình Dead Prophet. Còn bên phía Na'Vi thì đó là OD và Lycan, dành cho Invoker đi mid trong tay của Dandy. Bên là lượt pick tiếp theo bên phía của Team Spirit. Go Black liệu sẽ có được màn trả thù màu áo cũ hay là Na'Vi tiếp tục có thể có thêm được một chiến thắng nữa để nuôi hy vọng đi tiếp đây. Radiant Team ban. Sand King được pick dành cho Soneko, một trong những hero mà Soneko sử dụng rất là hay. Tiếp theo đó thì đó là ban đi Furion. Còn bên phía Spirit là ban đi A. Broodmother tiếp tục là sự lựa chọn ban đi của Astai. Ban đi rất nhiều hero khả năng push mạnh như là Lycan, Furion cũng như là Broodmother. Team Spirit đã ban đi Exmo, đã ban đi một hero mà Exmo sử dụng rất hay, đó là con Darkseer. Lượt pick tiếp theo dành cho Go Black và đồng đội. Đã có một solo mid cũng như là một support. Bây giờ họ sẽ lựa chọn hero này với những vị trí còn lại đây. Zerocopter dành cho thần đồng Ramsey. Bên phía của Na'Vi thì họ đã có cũng là một solo mid và support. Họ sẽ pick một con support nữa hay là một... Vâng, chính xác đó là Dazzle trong tay của Astai. Nhìn qua thì có thể thấy bên phía Spirit có khả năng đánh nhau rất khủng khi mà lượng sát thương diện rộng của họ quá lớn với Dead Prophet, Gyrocopter. Bên cạnh đó là bộ Disable rất là tốt của bên. Họ cần cho mình một hero khả năng mở combat và sẽ lựa chọn ở vị trí offlane này là hero gì đây. Vâng, họ đã không chọn offlane và đã chọn con Twin Protector. Tại vòng loại Major Thượng Hải, Team Spirit rất hay sử dụng con Chin này. Và những trận đấu mà để cho con Chin này có được cái gậy xanh rất sớm, Team Spirit dễ dàng có thể kiểm soát bản đồ và họ hoàn toàn nắm được lợi thế. Na'Vi cần phải cẩn thận với cái bài này của Spirit. 5 seconds remaining. Reserve time. Earthshaker. Dire team ban. Vâng, sẽ làm con Earthshaker đi offlane trong tay của Axmo. Khả năng cao là như vậy. Hoặc cũng có thể là Soneko sử dụng Earthshaker và đẩy Sun King offlane. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Bên phía Team Spirit cần ban đi một carry. 5 seconds remaining. Những hero mà đi Tiara hay sử dụng có vẻ như là nên ban đi Ember Spirit trận đấu này khi mà Ember có khả năng combo tốt của một cái lineup này. Vâng, chính xác đó là ban đi Ember Spirit với Go Black. Rất chuẩn bài rồi.
bên phía Navi bây giờ cần Denim Con of Flame nữa. Và vị trí của thanh niên Afterlife, và họ quyết định Bandy Chan. Đón team pick. Một clay up như thế này của Team Spirit thì liệu rằng họ sẽ chọn hero nào để có thể đi off lane tốt đây? 5 seconds remaining. Khó thì phải khi mà những hero như Furion hay là Brutmaster đã bị ban đi rồi. Reserve time. Cũng có thể là một con Clockwork rất tốt để khóa chặt những cái hero mở combat bên phía Na'Vi như là Earthshaker hay Sand King, thậm chí là Invoker. Tiếp tục là suy nghĩ đến từ phía của Goldap, vâng, và đó là Void. Chúng xem con Void off lane trong tay của Afterlife. Như vậy là sẽ chơi bài combo giữa Void, Dead Prophet và Chain Protector. Nếu thành công thì đó sẽ là thảm họa dành cho Na'Vi. Bên phía Na'Vi thì cần một hero đánh carry trong tay của Dithyara. Reserve time. Astyle vẫn đang suy nghĩ rất cẩn trọng. Vâng, như vậy đó là spec trong tay của Dithyara. Rất nhanh thôi, lineup của hai đội Team Spirit đó là Dead Prophet bên Gyrocopter, Dream Protector, Faceless Void. Bên phía Na'Vi sẽ là Invoker trong tay của Dandy, Axmo cầm Earthshaker đi off lane, Sand King trong tay Sonyaco, Dark Zoe, Astyle và spec của Dithyara. Chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu giữa hai team của vùng CIS, giữa một thế lực cũ và một team đang nổi lên. Ngay lập tức có một tình huống Sunstrike vào base của Team Spirit đến từ phía của Dandy. Như vậy là sẽ chơi Invoker theo đường lửa rồi. Hoặc cũng có thể là một con Invoker lấy một điểm Exhaust trước để có thể dễ dàng last hit và kiểm soát mid lane. Team Spirit đang có 3 người đi xuống bot, đó là Gyrocopter, All The Way Wanna Fly và Go Black. Sẽ làm lên công chăng khi họ sẽ chăm sóc spec kỹ càng, không để cho Dithyara có được khoảng trống farm. Astyle thì đang bị bóc lột sức lao động rất là nhiều khi đã mua một cái Sentry cũng như là một con gà. Vâng, chúng ta sẽ đến phần này gọi là phần đua cát hai người. Trận đấu rất hay và đương nhiên rồi, sẽ không thể bỏ qua nó được. Từ từ để tôi check qua một chút xem là có vấn đề gì không. Rồi, ok. Chúng ta sẽ đến với Invoker của Dandy. Netja đánh spec để cho Sand King có vẻ như là từ từ nhìn nào. Vâng, Sand King support Earthshaker of Land.
Rồi Mr. Afterlife sẽ đánh cho mình hero bị lỗi ở phiên bản hiện tại, Flash Boy. Bình thường đánh rank mà tôi gặp con này là một con cun ca vào mồm luôn, ích thẳng của mồm nó khỏi tham quắc các thứ vào rất khó chịu. Hero này thực sự là rất là lỗi mà bây giờ có quả free kiểu Beeline Weaver không thể chết ở offline được, rất khó chết. Vâng, và còn khóa cooldown rất là mất dạy. Hôm qua bạn tôi đánh qua Earth Spirit bị khóa cooldown và có bắt những con phế vật. Trên này thì liên tục là đang bấm vào tới từ Astyle rồi. Lên mid là lên Invoker, sẽ tăng theo một điểm W nữa level 2. Sẽ đánh WE mà trông có vẻ là Astyle đang mất khá là nhiều máu. Một... quyết định để cho Spec đi lên khó này có vẻ là không ổn đến được với con Navi rồi, khi mà có bộ ba của Team Spirit sẽ là canh chừng rất cẩn thận đi Tiara. Còn cá nhân tôi thì không đánh giá cao carry của Navi và những con hero như là Spec, mặc dù là con thanh niên này thì có vẻ là farm rất là tốt, nhưng mà đánh nhau, đánh thanh niên này, đất ra này đánh nhau rất là tốt chứ không phải farm tốt, tức là farm thì thằng nào nó cũng farm như nhau thôi, nhưng mà cái nhìn thấy hiệu quả rõ rệt của cái thanh niên carry của Navi là đánh nhau rất là tốt thì nên tận dụng. Và con Spec này thì có vẻ như là mất vào tầm ít nhất 7-8 phút ở đầu game thì sẽ rất là tự động. Dandy quyết định là nâng, không nâng W rồi, đánh theo đúng đường là chuẩn bài là gọi đệ ra farm đấy. Sẽ cố gắng lên cho mình cái book, sau đó thì có thể boost. Vâng, đầu tiên sẽ luôn luôn là Midas thôi. Vâng, ở đây thì đang cố gắng để đuổi Twin Protector về, nhưng mà trông con hero này đầu game có vẻ là không sợ ai, phải một stun và có lẽ đây sẽ là First Blood. Lượng đam tới từ Astyle rất nhiều, đùa, cực kỳ mất dạy tới từ Akmo, nó là quá mất dạy luôn đấy. Người ta ăn kiểu gọi là vào đến họng người đó còn bóp cổ người ta nhè ra rồi ăn mất, đồ chó. Vâng, Astyle bắn đạn cũng bay nửa đường rồi mà nó thích chùa ăn mất. Có tình huống là cho Snap vào người của Iceberg. Sonico tiếp cận và có một stun vào người của Iceberg, Sunstrike. Và Iceberg nằm xuống, Dandy có được cho mình một cái mạng đầu tiên. Không có gì bất ngờ cả khi Navi vẫn luôn như vậy ở 10 phút đầu game. Vẫn luôn như vậy, team nào cũng thế mà tao đánh nhau thì cực kỳ kinh. Vâng, đây Earth Shaker đã có cho mình cái giây mana và đó điều không hề mong muốn cho bên phía Team Spirit và sẽ rất nhanh thôi. Tôi dự đoán là khoảng dưới 16 phút Link Dagger. Khó quá thì là 16 phút, còn không đơn giản thì sẽ là 13 đến 14 phút và một tích chùa vào. Trông có vẻ hơi kê nhưng mà khẳng định là bây giờ Astyle sẽ bị dồn đến chết. Nhưng bây giờ thì có đuổi theo đấm được và không, hồi máu quá nhiều từ Chuyên. Living Armor lên nữa, vậy là lùi về được rồi. Một mạng dành cho bên phía Team Spirit, 3-1. 311 tiền chứ không phải là 3-1. Vo về việc được đi xếp lên thì anh ta đang có được lượng Lancet deny. Vâng, nhưng vừa rồi thì Dandy có một tình huống mà Sunstrike và đã kết thúc cái mạng của Gyrocopter. Cái này người ta gọi là kiểu chuyện Sunroku là Thái Dương hạ san. Một chiếu thế là ăn luôn được cả mạng của Gyrocopter rồi. Vâng, Dandy có vẻ cũng sẽ có cái mai đáp rất là sớm thôi nếu mà cứ như thế này. Hơi kinh. Đùa, cái ông Andy Nguyễn kia rõ ràng không phải fan nào vì bây giờ lại mai Dandy. Hơi bẩn đấy nhá. Fan value. Một chặt ra, một chặt rất là tốt. Sonico sẽ chặt tiếp vào nhưng có vẻ là bây giờ sẽ tách ra rồi. Thôi rồi, bài làm gì? Không, không, chưa rồi, Sunshine đâu. Cũng đang không Sunshine rồi nhưng mà có vẻ là không có mana. Không có mana, đúng rồi. Nhưng tôi đã dự đoán được cái điều rất là rõ ràng khi mà gọi đệ và cool fan app. Hai lần ba lần được mid rồi, hai lần Sunshine rồi, chắc chắn hết mana rồi. Một nun cũng chỉ cho được từng đấy mana. Và ông Ramset thì có vẻ vẫn là hơi sợ Invo đang lùi trong trụ và thì không nhìn thấy lượng mana của Invo. Thế là bây giờ là chơi kiểu vòng quanh sô-cô-la. Ta không về đây. Đi lên top farm luôn. Bắt voi TP xuống bot và quyết định là không phải về mà đủ cây để regen. Mình cứ tưởng là sợ Invo quá mà đi theo kiểu là một vòng trái đất của Minh Hằng này. Tiếp tục là một chặt.
Na'Vi vẫn đánh nhau rất là trò điên ở đây. Tiếp tục là Spectre có mạng. Đúng rồi, Dota kiểu đúng kiểu Dota chỉ giết người sao không hợp vũ trụ. Có phần hơi thiếu về cái việc là đẩy trụ thôi. Còn early của họ vẫn luôn luôn làm cái early đánh nhau rất là tốt. Xem Na'Vi đánh rất là bắt mắt. Nhưng mà những ai là fan của Na'Vi rất là khổ. Nhưng mà họ liên tục là bị thọt ở late game. Đùa, tôi có bảo ngày xưa tôi thích early làm, bây giờ tôi là fan Na'Vi đâu, tự dưng thích Na'Vi. Đùa các ông cứ kiểu thích bây giờ. Ngày xưa thích early thì bây giờ không được thích Na'Vi à? Thì chứ bây giờ cứ là fan của Isama thì không được đọc tiểu thuyết đấy. Đùa các ông kiểu cái chat cực kỳ cực đoan nhá. Carter thích Na'Vi không cho. Và bút màu lên từ Dazzle, chúng ta quay trở lại với game đầu khi đấy Flash Roy đã rất là lạ cầm lên cho mình đó một cái giày gỗ. Thường ở phiên bản hiện tại thì đó sẽ là một cái giày phay. Một tình huống kéo quyết ra ở mid thì Danny Cole Snap bắn ngược vào Iceberg ngay lập tức là bụp. Nhưng mà đấy là chú ơi, có hết. Vâng, một tình huống rất là phong tên người thủ con xem kênh. Ui, quả ngủ lại cực kỳ tinh tế nhưng mà không ăn thua rồi. Seneco vẫn đang tiếp tục dí lên và cắn nơi, vẫn chơi Dota bọ cạp và cực kỳ lên ạ, cắn. Không có mana thì mình cứ run hết một đuổi và cắn thôi. Na'Vi game này mà thua thì thôi nhá. Tôi không khen đâu, tôi cũng không cổ vũ đâu, không lại aura nhưng mà rồi như này là rất là xanh rồi. Và úp Seneco lại và khả năng cao. Chân như vậy là ăn một feed xua, xem Seneco chọc phát đi này. Đã bị sử dụng cái time dilation để không thể cũng đào kịp và chọc được. Thế là bây giờ chạy thôi. Bắn nó luôn, có cool snap không? Nhưng mà vừa rồi thì di chuyển nó tự ai bước lại tam góc lên. Nhưng mà bé hơi nhiều thì phải. Vâng. Bắn nó luôn. Afterlife. Còn Afterlife sống thì là cái chết. Và anh ta Hạ Nhơn, một Void trông có vẻ không biết chơi, không ảo diệu như tôi nghĩ. Và game này thì Void nó không bị lỗi, Void đang rất là bình thường thôi. Osicker có Osicker đứng đầu network. Và kèo này là kèo lại chuẩn bị 10 rồi. Linh chồng, cái này người ta nói đúng là một từ là chồng kìa. Ủa, 1400 tiền nữa Saker. Phút thứ 7 dậy mana tui quỷ. Bây giờ mà kể là thích kiểu tách dậy mana lên Ireland không ai nói luôn, chặt cực kỳ đau. Mà chồng Dandy kìa, Dandy sẽ đổi hết sang quỷ để hồi máu 3 điểm quỷ rồi. Đang chờ 10 tiền nữa để lấy Midas ra, sẽ là level 8 với hai con đệ. Vâng, tiếp tục là muốn phút để tạo khoảng trống cho Spec. Mà trông Spec có vẻ là hơi nghèo. Wow, đã rồi đang sẽ là vâng, có sự xuất hiện của Soneco nhưng mà ulti ra đến từ phía của Zyrocopter mà nhiều khả năng là Zyrocopter vẫn đi thôi. Thôi lại đang sở thích kia bắn nếp pháp thì sao rồi được, vẫn không được phân tiền thôi. Ông bắn đang quay lại bắn nắp rồi. Soneco slam và Goblack nhiều khả năng sẽ bị hạ sát bởi những người đồng đội cũ rồi, trong đó là màu áo cũ. Vâng, có thể là để tên team Spirit thành team Stupid được không? Được lao tiếp mọi người. Team tự tử là từng trang một. À không, đây có thanh niên Ibot ở đây, chắc là ăn được mạng của Ekmo thôi. Nhưng mà khẳng định là có khi là chúng ta quên mất một hero. Sen King cũng đã có giày máu với cả một cái sâu linh mặc dù chưa hoan rừng luôn. Thì game này là game quá giàu rồi, 1700 tiền cho Earth Seeker và tôi không hiểu vì lý do gì máy bay quay lại bắn nhau với Dazzle. GG là Dandy ở đây đã có Midas 500 tiền mà cứ bỏ mid như thế này là put cho thì vâng, có một con bò và một con chọc. Chọc liên tiếp vào một điểm trên mặt của Void, vâng, sâu ring lên bạn. Sunstrike vâng, nhưng mà có pha tham quắc. Vâng, khổ lại một lượng máu quá lớn. Không biết là phải gọi cái skill đấy là skill gì nữa. Hơi vô học thoảng, kiểu hơi bị lag ấy. Hồi lần trước thì combo đặt nước, thả tàu, sau rồi cái gì nhỉ? Đặt nước, thả tàu vào một cái nữa. Thấy nó vẫn đầy màu, không hiểu. Mà kiểu nó tham quắc tại chỗ luôn ấy. Nó quắc ngay cạnh ấy ra nhìn nó, có phải bị lag à? Đánh không mất màu. Hero rất là điều. Có cái thì nó đỡ khỏe hơn ngày xưa là nó không carry được thôi. Nhưng còn bây giờ nó tăng cơ thì là vô địch rồi, hút hết là skill luôn. Vâng, mà vẫn cứ lên là carry thôi. Mà ông này hình như là không đọc cái bản update thì phải. Đấy, vẫn lên MHOM. Sao tiếng cutter không rõ, đùa.
khẳng định là rõ mà. Vâng, hôm nay bạn Đức cát thì bạn cũng hỏi mà, nên để tôi hỏi được rồi. Các bạn thấy âm thanh hình ảnh như thế nào khi bây giờ Google Lab khẳng định là sẽ có tiếng kèn đám ma nữa rồi. Một úp lồng từ vòi úp phát ba người mà vòi tất nhiên là nên chạy đi, khẳng định là Soneko sẽ không chết. Quay lại đi, ui chạy thẳng luôn mà quay lại đánh cũng được mà Soneko quyết định là chạy luôn. Vâng, hai con Fox Spirit của Dandy bắn bây giờ là rất thốn rồi. Anh ta chắc chắn là ít nhất là 5 điểm ở lửa và không mới 4 thôi. Tôi đoán nhầm, một điểm tăng vào W. Berlin dành cho Ekmo phút thứ 10. Berlin dày mana. Hơi dày phải. Còn cái này nó là tư bản luôn rồi. Nhưng mà Spec thì lại đang có một khởi đầu không được. Không, có Earthshaker giàu, Invoker giàu thì Spec sẽ tự giàu. Thì Spec có thể ulti ra và đánh nhau được một đồng đội. Không vấn đề gì quá nhiều. Đây là mục đích của Na'Vi. Họ để cho Earthshaker lấy đồ, sau đó Spec sẽ farm bù và mid game. Đúng rồi, riêng cái bọn mà kiểu voi vùng phải cái silent của bọn nó là nó im luôn. Thực ra thì để mình nói cho bạn điều này là không phải bọn như con voi đâu, bọn nào silent của mồm thì nó im hết. Chỉ có những bọn không có mồm thôi. À, thực ra thì trong Dota thì không có nào không có mồm. Con Io không có mồm. Có con Abaddon là chỉ có mồm. Đâu, Abaddon đeo mặt nạ. Có mồm, hiệp sĩ mà không có mồm. Chắc chắn là bây giờ sẽ là một tình huống roam vào Away Wanna Fly. Vâng, ngày xưa thì tôi hay trêu là Away Wanna Throw. Và liệu, vâng, nhìn thấy rồi. Chưa. Lại là người lạ nơi cuối con đường. Ui, ulti quá nhạy cảm luôn. Nhưng mà Invoker ăn mạng là có phát hiện ra là ba con là smoke. Spec là trốn luôn, trốn lên top cùng với đồng bọn ngay lập tức. Và đó là 10 kill dành cho Na'Vi. Đã ok, 10 kill rồi, bắt đầu thua. Lần nào cũng thế. Rồi bây giờ thì đó là bạn tiếp tục hay không đây, một chặng ra tới đội Ekmo. Và quyết định là ngủ Spec lại không cho Spec ăn mạng, đồ chó. Đáng ghét vào đấy lắm. Tiếp theo là phải giải vụ. Giải vụ cho Spec ăn mạng rồi, có Berlin rồi, vẫn cho farm. Always wanna die. Soneko thì vẫn đang cứ múa dưới này thôi. Trông chuẩn bị có Berlin nữa, vâng, Dandy có Berlin rồi. Blink Gaming. Như vậy sẽ là không lên book chăng? Sẽ đánh cho đường combo và lên lock. Vâng, lên gì cũng được. Thực ra thì tầm này cứ lên gì tạo được khoảng trống là khỏe rồi. Lên book nhiều khi nó cũng không phải lựa chọn 100% quá. Thôi được rồi, mày giết tao đi. Gớm, ông voi biết chơi quá. Không hỏi thật là ông voi biết chơi đâu chứ, đùa. Đợi con máy bay thêm 3 giây nữa xuống thì sao. Vâng, game đầu đang mang tính giải trí cực kỳ cao tới từ kiểu người anh em không có mặt. Flat Boy. Con này nó không gọi là con không có mặt, mà trong game này nó sẽ được gọi là con mất mặt. Đánh cực kỳ mất mặt luôn đấy. Úp những cái lồng rất là vô duyên, nó farm 77 con, đánh kiểu carry à. Vâng, ăn đồ san. Bây giờ mà để Invoker phát hiện ra, vâng, Invoker phát hiện ra có trừ giáp của đang rồi. Na'Vi bắt đầu kéo đồng bọn xuống. Khả năng cao là phải bỏ thôi, nhưng mà có ulti ra đến từ phía của họ. Đồng bọn bắt đầu rồi, bây giờ Soneko chọc phát lên, từ từ đã hết mana rồi. Soneko lên bảng luôn, đang tìm một bác cổ tốn quá nhiều mana. Thế nhưng mà Staring không kịp. Thế này thì không ấy rồi, sẽ là một Echo. Fit rùa đã, ôi rồi ơi, giáp mid lane còn Echo farm từ Ekmo. Bây giờ thì Away Wanna Fly Ram set này nó bất cứ cái thế lực gì thì quỳ xuống. Quỳ xuống. Vâng, ông bên này ông ngủ à, ông ngủ đi. Vẫn còn đi ở đây, Astar cũng chết. Từ từ đã, game đấu này có chim à. Vâng, bây giờ thì Away Wanna Fly đang đuổi theo Ekmo nhưng mà mày vẫn chạy. Team Y dành cho Na'Vi, Mega Q dành cho Dandy và anh. 30.000 năm rồi, bây giờ hết lên là Team Y cho Na'Vi. 16-6, 1.700 gold có thể sẽ là trụ bot luôn. Đánh hơi bay thì phải. Bây giờ là phải chặt ôn Easy Katcha. Yeah.
Thật game này có chi là từ nãy giờ chỉ bố ơi nó có combat đâu. 1100 tiền và một cái Iron Talon và tiếp tục là item hơi phê. Và bên phía chúng tôi được rồi, trận này tôi sẽ tự quay cam với chồng ông Mel Chung Quan này có vẻ là hơi buồn ngủ rồi thì bài. Tiếp tục là quay ra Andosan và rồi tiếp tục là bóng Invoker và lại là nhận ra sao nhau vẫn, rồi. Sao vẫn chảy cối như vậy đến phía của Team Spirit. DP không có ulti và chặt ra từ phía của Axmo. Tiếp tục là có hận thù với Sonico và góp cổ anh ta, nhưng mà bây giờ thì Andy đã lao ra cứu người đồng đội của mình. Ulti là đến từ phía của Team Predator. Voi lao vào nhưng vẫn chưa có lồng. Ulti là đến từ phía của máy bay, nhưng mà các thành viên của Navi đang lùi lại. Axmo nhiều khả năng sẽ phải nằm xuống ở đây. TP về đến từ phía DTRA. Dandy cũng chết. Vậy là ba người đến từ phía của Navi phải nằm xuống. Thôi nhá, đùa không khen nữa nhá. Vừa khen Team White hay mắt chết ba người luôn, không có nhiều. Vẫn một combat y nguyên như thế. 2400 tiền dành cho bên phía Spirit. Spike thì mới chỉ có trống và ơn. Không, nhưng mà game này thì thoải mái, không có bên nhiều. Dù game này cũng đánh 3 bát như thế nên vẫn đánh được. Spike lên khỏe hơn. Và đặc biệt là họ có một Osaker rất là xanh đang lên là mình Fox Start rồi. Astai lại di chuyển ra, có vẻ rất là tra cố ở cái khu vực. Vâng, đã đóng cho mình hai cái đây sờ rồi. Ôi, chơi nhá, mất cổ. Đúng ông này đứng trên đất thì sao? Ok, cực kỳ khó thở thôi từ phía của Sonico. Vâng, vẫn là Na'Vi thì bây giờ thì ra rồi nhưng mà chưa có thể chọc stun được. Nhưng bên thẳng vào đầu lên bắt blast vào người của Afterlight đằng sau đang dí và đốt ra chém chết được hai người. Đặc biệt kia cho carry của Na'Vi ở đây, con voi vẫn đang tỏa ra cái gì đấy màu hồng, trông có vẻ là không được nam tính cho lắm. Tiếp tục là rồi xiên rồi luôn, bắt nó hơi vô học vực nó lại hơi đầy máu rồi đồ chó. Cái con hero này phải bị sửa. Đánh cực kỳ tức luôn đấy. Nào, xong nhá, nhìn này. Không thể đổi máu rồi. Còn lần này thì tham minh stun chuẩn hơn. Nhưng mà có vẻ là đánh nhau con voi từ đây ra đến đây thì nửa vòng Hà Nội rồi. Một phát là từ làng ấy. Đóng một phát đi cầu giấy luôn đấy. Trong game có vẻ bắt đầu là có phần vui hơn khi nào vì nhận thấy là kiểu network của game đấu đang hơi một chiều, thế là đưa nó về hình của Beyond the Summit luôn. Nào vì mà cũng thế, thích kiểu hardcore, không muốn thận những chiến thắng dễ dàng. Và Sand King có vẻ như là đang từ đã. Đúng là lock rồi, không phải Ether Land đúng không? Vâng, đó sẽ là một cái lock. Và có bán lock trước con bên chắc lần nào nó cũng bóc cổ mình. Sand King. Ui, vâng, Dandy có một tình huống Blink nhưng mà Blink hơi ngắn thì phải. Nhưng mà Void không thể nào mà đủ đa với tình huống này. Có sự xuất hiện của Dandy không có khả năng để tìm được skill khi mà Yên Sư thì con hero lỗi. Vâng, đánh rất là cay một cái hero mà cần dùng nhiều. Ông này chơi Dota có vẻ hơi mạo hiểm, ngủ giữa lòng quân địch luôn. Network bây giờ đang có phần nghiêng về nhiều các con của Team Spirit hơn, nhưng nào vì họ đang sở hữu cho mình một đội hình nếu về late game thì sẽ rất là mạnh mẽ. Ulti lên tới từ Spectre, nhưng mà ulti lên để làm gì đây? Một tình huống vâng bay ra người của Flash Boy mà trông cái con hero này giống kiểu không vừa bắt được nó mất. Hơi khó chịu thì phải. Đúng rồi, hero tôi thề là bị lỗi thật. Xong. Rồi như vậy là như chưa hề bắt đầu rồi. Yêu lại từ đầu, vâng, phần try phát chụp hai người, một người đi nửa máu được, fit rùa ra. Timing stun của Goblack nhưng mà trông có vẻ là vẫn không muốn đánh nhau thì phải. Họ đang chờ đợi một cái gì đó, một cái khóc với cái tầm nhìn tốt hơn. Và tốt nhất là nên Spectrated cho Spectre Farm. 1900 tiền thì có Spectre rồi. Rất cần cái Radiance.
Vâng, một bãi stack rất là lớn với kiểu một tập đoàn mặt ngu ở đây. Hai nghìn tiền cho Gyrocopter có lẽ nó sẽ là một cái kiếm chéo như mọi lần thôi. Fox Staff và Berlin đã hoàn thành đủ rồi, tốt nhất là lên item hộ. Những thật đấy, hai Bracer vâng có vẻ là bị giết hơi nhiều. Có giết 4 mạng nhưng mà không cần thiết hai Bracer như thế này đâu, có thể lên cho mình cái gì đó nó hữu dụng hơn, nhưng mà tốn có vẻ là tới 1.000 tiền hơi phí. À, thôi được rồi, chúng ta sẽ tập trung vào những co của team Spirit nữa. Nhưng mà đây có một chắc một người grab set. Phật, sợ quá chạy luôn rồi. Một tình huống đào đất kiểu chó. Cá nhân tôi nghĩ thì Gyrocopter nên lên cho mình một cái AFK này. Mày AFK này. Bắn hai phát mới nhận ra. Ông Danny chơi hơi bẩn, bình thường là tôi sẽ phải bao lại ở Ayulak. Ở đây thì DP đang lên cho mình cái Ireland. Đánh rất giống là F4 ngày hôm qua xong rồi thua. Chồng. Và ulti là đến từ phía của Soneko. Bây giờ thì auto cứu đây. After lại cũng đi nốt khi mà cố vào để cứu người đồng đội. Còn phòng mạng của Phyllis Void thì lại rất là đen, nó dành cho Spectre. Bây giờ thì 3.200 tiền sẽ là hướng tới một cái Radiant rất là nhanh thôi. Trận đấu ngày càng trở nên khó khăn cho các thành viên của team Spirit. Và mỗi lần tôi nói như thế thì Na'Vi lại thua combat. Đấy, combat sau nhé. Quẩn ngủ mình lại nhưng mà Kusana bắn chắc chắn là chết rồi, chọc xuyên qua tới Sen King. Và Sen King là người đàn mạng. Dandy vẫn đang lên cho mình cái dạy xanh rồi, đánh một con Spec combo. Chênh lệch là rất là lớn rồi. Và Earth Sector và còn Sen King đều có network cao hơn Flash Void. Gậy lốc dành cho Sen King. Dandy đã hoàn thành cho mình cái scepter rồi. Bây và giờ team thì lên rất là nhiều gậy. Ở đây có một gậy Magic Stick tới thì đã rồi. Ông này thì như là không có gậy gì cả, có dìu. Cắm từ cái gậy và cái lưỡi. Đúng rồi, chính xác cái dìu cũng được cắm từ cái gậy và cái lưỡi, vậy là team full gậy. Bên này thì team này có một điểm chung là thằng nào chắc chắn giờ này đều đi giày cả rồi. Đấy, con bắt đầu bây giờ chúng ta thấy là con Twin là hơi phế, con Twin đang lên cho mình cái gậy xanh. Yo green dudes, something bad is happening. Đang cố gắng đẩy lên bot mà trông Dandy với hai con đệ của mình put mid chắc nó cũng không yếu lắm đâu, lượng đam rất là lớn. Thôi rồi buông bot put mid rồi, làm gì đâu, Dota là game put nhà nó put một trụ thì put hai trụ. BKB dành cho Gyrocopter. Tên kiểu nghe giống helicopter, máy bay trực thăng nhỉ? Bởi lệ ý đấy. Ra là thế. Đi quát tới từ Astai có vẻ quậy đóng giam luôn ạ. Rất là cục tới từ thanh niên này. Bây giờ mà rơi xem thì thôi, con xem kinh gọi là Bắc Hành. Sẽ là put vào trên top này bên phía team Na'Vi, họ đang vẫn đang chờ đợi một cái Radiant tới từ Spectre. Gọi đệ ra bút đa mặt thân, Linh lên bút đổi sang bút đa mặt thân của Dandy ạ. Và có một tình huống TP. Echo Slam đến từ phía Asmo, ulti đến từ Spec, mà Asmo đang bị bóp cổ đến mặt ulti đến từ phía của Ramsey và đang bắn rất là đau. Asmo đã chết nhưng Team Protector không thể sống sót ở đây, Dandy lao ra. DP và Spec cũng đã đổi mạng cho nhau ở trong tình huống này rồi. Sen King lao ra cái sọc chọc stun của mình, Best Down đến từ Dandy nhưng hồi máu đến từ cái skill 1 của Playless World anh ta sẽ là đi về được. Rất đáng tiếc là Spec lại chết. Mặc dù vậy anh ta đã đủ Radiant rồi, All the way wanna fly, không thể sống sót rồi. Ba thành viên của Na'Vi đã quay anh ta lại và anh ta phải nằm xuống. Tình huống vừa rồi là combat có lợi dành cho bên phía Na'Vi khi họ ăn được trụ trên top và có thể bắt các thành viên của bên phía Spirit bỏ mạng khá nhiều. Vâng, đây rồi. Mà item gọi là mạnh nhất của Spike đã xuất hiện, đó là cái Radiant. I'll take your tribute.
trông cái con Senking thì sao trong game này nó cứ chạy nhanh nhanh nhở. À vâng, giày bào nó cả gậy lắm. Mà đầu game ông hay ăn được luôn hết, thế là lúc nào ông trong tình trạng chạy rất là nhanh. Trông nó hơi rẻ một tí. Một tình huống chop stun nhưng mà hình như là vừa không khí rồi. Bây giờ nếu mà lên thêm một cái gậy xanh nữa thì có gậy thể xanh, gọi là chọc stun. Gậy xanh sau đó là yên rồi, đúng rồi. Chọc stun cả mát. Mở. Theo như cái bài dịch hôm trước tôi viết cho ESV thì là với Berlin, Forstab, gậy xanh, Ireland thì Senking có thể mở combat từ tầm xa là 3.500 range. Tức là có thể xuất hiện có mặt trong combat ở cái tầm 3.500 range. Tức là nhiều hơn hookshot ở level 16 club còn 500 range. Vâng, ở đây thì có tình huống rồi là Iceberg nhưng mà có vẻ như là không thành công rồi. Buồn cho nên là đánh vào đây. Giống mà kiểu mỗi đứa inox ấy. Serpec đang đuổi theo Afterline nhưng có lẽ là không đuổi được đâu. Tham quát cooldown rất nhanh. Đùa cái ông voi, ông đánh đây đi trông đúng kiểu cầm tăm chọc lốp xe tải ạ. Chúng khổ đùa. Rõ ràng con voi mình nhớ cái ngày xưa con voi nó mà gõ con Evo ấy, thì nó gõ là đừng có trách. Con đùa ông này đánh thì không đau mấy. Hơi bị yếu. Thời thế thay đổi. Vâng, từ một thằng vô địch vũ trụ bây giờ anh cũng chỉ là một thằng mở góc bát thôi. Ồ, có lock lên rồi, lock dọa rồi. Có lẽ DP cũng tự lock mình lên để né combo mà Invoker lock DP lên. Và việc là Invoker lock DP lên, DP cũng tự lock mình lên. Nên là hai con mất hai cái lock của Invoker, không mất skill nếu đó là những cái gì mà DP tính toán. Game đầu vẫn đang tiếp tục và Team Spirit họ biết rằng họ không muốn đánh late game với Spec. Họ biết là việc Gyrocopter đang bật cho mình cái flak cannon và rất vui vẻ bắn ra 5 con bóng vợ. 5 con bóng nó phản đàm ra thì poor you Mr. Ben, nghìn máu chắc là chết luôn mất ạ. Vâng, Spec phản 22% lượng đam vào thì phải 22% ra 1.000. Vâng, tầm phản là 1.000. Desolate thì chém 65 đam thẳng máu. Một hero mà có thể ulti phát chết luôn support. Hơi bệnh. Nhưng mà để mà trở thành kẻ bệnh hoạn thì cái quãng thời gian bị kiểu tù đầy cũng rất là nhiều. Đầu game rất là vất vả. Cái gì cũng có cái giá của nó. Đúng rồi. Không phải đơn giản trở thành một con kiểu carry kinh khủng được như thế này. Dire's bottom tower is under attack. Ở trong ăn mặc ấy cũng rất là kiểu đồng bóng nữa chứ. Sống một cuộc sống không hề vui vẻ một tí nào. Ở dưới này đang có tình huống smoke tới từ Team Spirit. Vẫn là tạo khoảng trống đến từ các thành viên của Na'Vi. Thì Tiara đang rất là thoải mái thôi. Và cái việc anh ta vượt network của máy bay chắc có lẽ là vấn đề thời gian. Ulti lên tới cái Spectre và đóng tình huống họ đang chém và Afterlife ở đây có bị slow tiếp tục đuổi chém lên tới Spectre đằng này thì Echo slow của hai người thả combo từ Invoker. Goblack vẫn đang là vẫn chạy được nhưng Invoker của Danny sẽ đập cái tường băng ra hay không đây bị bóp cổ từ Away Wanda Fly nhưng một bút máu thôi bên sẽ là người nằm lại. Invoker vẫn còn đang khá to nhưng sẽ lùi ra ngoài để mời Linh đi đuổi theo. Đây đang có đánh nhau với Ibis với Sonico nhưng không, đã là lùi về rồi, tiếp tục là lùi lại. Quay trở lại một chút thì môn kiểu lịch sử mỹ thuật của tôi thì khẳng định các bạn là con rồng này không phải là con rồng thời Trần. Tự dưng tôi nhớ ra rồi, tôi nói không ý nó quên. Vâng, chọc thẳng vào đầu của Ramset. Ừ, mà nó nhưng mà đã bị KB lên rồi. Afterlife có vẻ thì cũng không muốn quay lại. Dandy thì đang sử dụng gốt gốc cho mình. Vâng, ông này thì đánh rất là trùng giật, thò xuống đồi chém cái lại thò lên farm creep. Vậy là quyết định bật ma Amrosan. Nhưng nên nhớ rằng bây giờ thì đâu rồi, Echo Slam không còn, Senking không còn ulti và Invoker cũng chẳng còn Meteo. Còn cái con mặt ngu thì đang đóng vai người gác cổng. Vâng, ở đây có tình huống Berlin ra, sau đó quắc về đến từ phía của Afterlife. Sonico vào và nhận thấy đối phương nó bật màn, chuột chút luôn rồi, lóc được bên lên, tiếp tục lao đi. Bây giờ tên lửa đặt vào đầu có lẽ là Edit. Ui ơi, Sonico, trời không, đó, đùa. My bad. Sonico đã bị giết bởi tay của Iceberg rồi. Thôi nhá, đánh Throw như này là hơi quá đáng ở đây nha. Vì nhá, bên chết không biết vì lý do gì. Trông ở đây, Astai khẳng định là sẽ là đi thôi xong rồi. Quảng cáo điên nào, bù đến chết luôn ạ. Ờ thôi. Biết chơi Dota với bờ linh mà để chết luôn ạ. Mất giòn nếu người thiếu quá Saker. Đấy nhá, không phải là do aura của tôi luôn. Tôi thật đánh kiểu hơi bị vô lý luôn đấy. Một ông Spec đáng nhẽ là ở cho mày Roshan đấy, ta farm tiếp phi và chết. Xong một ông Senking thì chọc phát vào, ông chạy như kiểu chưa là được chạy ấy, xong rồi
ông này thì cứu một ông chắc chắn chết rồi. Thua. Na'Vi hoàn toàn có thể buông Roshan đó và farm tiếp. Cái lết đêm của Na'Vi này vẫn không có người lead, vẫn đánh theo kiểu rất là bản năng nhá. Không có người kiểu gào lên kiểu bơ mơ về đi, ông Aspire có vẻ hơi già rồi. Na'Vi khẳng định bơ cho OTK vào thì đánh tốt hơn nhiều luôn đấy. Cứ đánh lỗi một phát ăn cái ghế bắt đầu nhớ ngay, không có đánh lỗi nữa. Đánh là bao giờ trong team phải nên có một thằng đồng đội chửi. Các bạn biết ở Hà Nội có quạt team Gameware offline giết hai mạng và bị carry đánh mà. Vì tội là đi không đúng theo chỉ đạo. Dành team là phải có người lead như thế. Phải có cá tính mạnh. Ui, bơ lại còn xin một con rồng để lên gậy xanh. Vâng, bây giờ voi gậy xanh là vấn đề nhá. Bơ linh nữa rồi. Đúng rồi, voi gậy xanh thì bắt đầu là phải đánh lại đấy nhá. Vì bây giờ là sẽ là những cái tình huống úp lồng 60 giây một lần rất là vất vả đấy. Đúng rồi, nó TK đánh nó không bao được về. Kelly được chạy thôi, còn các vị trí khác đã lên là không bao được về. Đánh Dota đây kiểu góc nhìn thứ nhất luôn. Xe không cài số lùi. Đúng rồi, nó TK là Dota là game con tra 30 mạng. Tham bên combo và tôi combo như này thì bên chúng tôi nghĩ là khả năng xe tàu còn đi. Chắc chắn nó bên sẽ chết rồi. Batman. Vâng, Batman thì cũng không lead được đâu một cái. Thực ra là cái team Na'Vi trước giờ tôi nói rất là nhiều lần rồi, họ gồm một cái đội hình gọi là già tức là Dandy cũng rất kinh nghiệm, rất nổi tiếng và truyền thông rất để ý. Bây giờ tự dưng để một thằng trẻ con lead thì nó hơi khó. Mà Soneko thực ra lead hơi bị hay luôn. Soneko ngày xưa ở team này lead rất là hay. Quay trở lại ở đây Dandy đang bị úp lồng và trông có vẻ là sẽ không chết, cái Ekmo sẽ là chặt. BKB lên, chặt kêu cái thì sao, vâng đó này. Chặt đã bị ăn sai lần như là tham đi Jason rồi. Vâng, Dandy vẫn sống và Ekmo sẽ là người ra đi. Tại sao không phải là cái lock của Shaker mà anh ta lại chọn cái vèo Discord? Và anh khi anh ta bị khóa mồm thì... Vâng, thôi được rồi, Dandy còn sống, còn hy vọng ở đây thì Spectre đang lên cho mình cục hớt. Vâng, dấu hiệu đang thua dần đều tới từ bên phía team Na'Vi, network vẫn là 5.000 cho họ thôi. Chưa có cái đỉnh núi nào là yên bình cả, họ không có một cái kiểu là vọt một phát là lên đỉnh luôn. Team này là cứ hãm thôi. Đem lại rất nhiều cảm xúc, để xem. Cảm xúc để hụt hẫng ấy. Gần lên đến đỉnh rồi lại từ từ đã nghỉ tí đi em. Green dude's top thing is about to get knocked over. Đúng rồi, Na'Vi trận nào trả về Adrosan. Và ông này thì đã thực hiện giấc mơ lên đỉnh rồi. Carter nói phát là chọc lên đỉnh luôn. Có gậy xanh rồi. Vâng, đã có gậy xanh thì bây giờ có thể stun rất là xa. À đây rồi, thử luôn. Ôi, ông ti luôn. Cục thế, kìa là thôi. Rồi bây giờ thì vâng, sao? Vâng thì cũng chỉ sống ở bản đôn thôi, bật cả BKB lên rồi thanh niên kia cho bạn khẳng định ạ. Radiant Dog không chết thật đấy, Google Black hình như là có gậy xanh rồi thì phải. Vâng, có gậy xanh từ lâu rồi, tôi xin lỗi khán giả. Nhưng mà Dandy đã kết thúc cái mạng của bên rồi. À, thế bây giờ mày lại in vì hộ tao cái. Vâng, vừa chê là vì phát mà giết hai mạng luôn. Bây giờ thì Iceberg khả năng cao sẽ làm lại thôi. Một tình huống nếu khi ra cực kỳ bờ rồi mà chết nhé. Spec đã ăn được cái mạng mega kill rồi. Tôi cũng chưa hiểu tại sao thể vừa chê đánh rồi sao bắt được mạng thứ tư luôn. Nào chọc nó đi hay là đợi gì đây. Voi đang đằng sau đặt sun try lên, voi phi lên. Nhưng Spec cũng là và sẽ là hai người. Cũng như sẽ là tình huống team wide. Hết BKB đến từ phía của máy bay rồi. Wow, hết muốn gì. Bắn tao nữa đi khổ, bắn tao đi phản ba. Mấy lắm được một TP ra giết luôn cả con bên này. Dương thủ. Sao chú ngủ à, thế là bye bye lên team wide lần thứ 3 vòng vợ 3 luôn rồi. Na'Vi. Họ sẽ lấy cho mình lên mid khi khẳng định là bây giờ máy bay không có bài bách. Chưa bao giờ lên game dễ như thế với Na'Vi nhưng mà team Spirit họ còn vứt những thứ họ có. Nói hơi vô duyên mà tình huống chim cực kỳ dài chọc thẳng từ ngoài vào tận trong ạ. Đó sẽ là thế là game 3 và Black và sẽ là
Uầy, Ulti 4 người. Ulti với gậy xanh nhưng mà no hết rồi. Ibot bật BKB lên mà đang vẫn tiếp tục protect đối phương nhưng mà chạy hộ cái. BKB chỉ có 4 giây. Bật Ulti lên tới Tuma. Seneco cần lùi ra ngoài, chọc tan vào. Chọc vào và không chọc trúng thôi mà đồng đội đâu. Bây giờ thì vẫn tiếp tục là Team Spirit thường đưa mạng cho thành viên là Vian. Mọi thứ dễ quá rồi. Ông này lại định ra vẫn tiếp tục rồi. Ủa, Rao Chui ấy, đánh xa lân chiến. Ô thôi thì Dandy nằm lại thôi. Thôi được rồi, chết được chả xa một lên. Còn mà là VIB nó giống như Empire ngày xưa, à giống C9 ngày xưa, luôn làm những điều rất là khó. Thôi thì coi như là những chỗ mà tưởng không mà thua được, vẫn thua được. Thế là chúng ta vẫn cứ nên bình tĩnh, không nên quẩy sớm aura rất là nặng. Đấy, cái thỉnh thoảng lại có một tình huống lại quả đến từ việc Dandy như thế này thì cũng chưa biết thế nào. Vâng, 4.800 tiền và có lẽ sẽ là một cái Octarine Core dành cho Invoker. Cá nhân tôi nghĩ thì với một người chơi chuyên nghiệp mà 35 phút vẫn đi kiểu dép bí tít như này có vẻ không ổn lắm. Nên là một cái dây bay luôn rồi, chạy thì sẽ rất là tốt. Vâng, bây giờ có 4.800 tiền, tôi tính toán sơ bộ là dây bay và mua một cái 2.700. Lên hack cái là Octarine Core, chưa biết. Ekmo sao cái này chắc chắn là lốc rồi. Bắt buộc phải lên lốc. Team của full disable. Ở đây thì Spec quyết định là Manta để né Silent. Nói chung là đánh về lên game thì Na'Vi vẫn khỏe hơn rất nhiều. Trên lý thuyết là như thế. Trận này mà Na'Vi thua nữa tôi cót play CM, tôi cắt cho các bạn xem rồi đấy. Đùa ai mà có thua nữa thì đừng có đánh Dota nữa, tôi thật. Quá khỏe rồi đấy. Dày bay luôn, tính toán cực kỳ chuẩn, đang trên đường phi ra Secret Shop hay không? Không, để tiền buyback. Ờ đúng rồi, quên mất. My Dad đây rồi, và dừng ấn My Dad lên level 2 rồi. Có một tình huống chọc stun lên hơi ngớ ngẩn đến từ phía của Soneco. Ở đây thì bò có vẻ như là đang bị bắt rồi. Ôi nhá, mấy cái ông Na'Vi nhá, vừa mới kiểu hứa một câu rồi đấy. Đã chết một ông rất là ngớ ngẩn. Rơi gem rồi. Chọc từ dưới chọc lên ạ. Không, không có sai. Chọc lên rồi. Thì đấy, một lời cảnh tỉnh của các bạn nam về việc chọc bừa chọc bãi. Tiếp luôn. Vâng, Dota trượt băng luôn. Nhưng mà vẫn bờ linh theo. Rất đẹp mắt đến từ các player. Nó sang thành chuyện Kim Dung rồi. Rất là căng thẳng tới từ bên phía Team Spirit. Uầy, sao mình vừa lừa cái mất 3.000 đánh quất rồi. Từ từ thôi. Sửa bách khỏe lên một tí thì sao. Ulti thử lên một cái mà chết luôn BP. Nhờn này. Vèo Disco để cho nó sợ, không đuổi làm khác còn chém chết luôn. Nó là đồ này tình cho Echo và đất đã dài. Đã là cục gen rồi. Nhưng mà đây Dandy đang một trẻ lạc rồi. Đất ra vòng sau bây giờ là thế gọng kìm. Vòng đưa nhau lên đồi rồi. Bây giờ đi trốn. Bờ lát trượt đất ra úp lồng rất đông. Nhưng mà đệ Invo nó bắn chết cái con máy bay trong lồng rồi. Tiên sư cái con voi này. Máy ốp tao. Ulti lên tới từ Goblin ngay lập tức là Manta đất ra. Vẫn đang cực kỳ dã man cái đuổi theo voi đây. Chọc nó xong bờ linh theo nó. Bạn gặp đi con bờ linh theo. Đấy là như tôi đã tính cho là bị khóa cooldown luôn. Làm sao? Vẫn đuổi. Và đây là lock lên rồi. Upsaker bờ linh theo nào. Đây rồi. Sau được sở voi và no more CM code play. This game end here. Tao sẽ trồng cỏ cả thế giới à. À thì trồng cỏ cũng chỉ là trồng cỏ mà thôi. Chuyên vẫn đang nỗ lực búp Living Ammo và một cái trụ đang fortify. Vâng, ở đây có zone down ở phía bên. Và anh ta nằm xuống. Cốt phải lấy hộ cái. Rồi úp lồng với rất nhiều người đến từ phía của voi. Nhưng mà chả để làm gì cả khi không có lượng đam. DP đã xuất hiện rồi. Bật PKD đến từ phía của voi. Combo, combo tới từ Invoker. Và sẽ kèm cho voi lại chơi. Cho mất dậy đầy máu rồi. Và đầy máu nó đi. Để chó chết nè. Ủa chúng ta phải lắm luôn ấy. Combo gì mà người ta combo gần chết lại đầy máu. Đây Dandy đã mất rất nhiều máu. Dandy cần cẩn thận đối phương nó bắn mất con ông đã vào nhà rồi.
Vâng, Basel đã là lên bảng. Otsector vẫn đang tiếp tục là cực kỳ thù ăn máy bay. Sang trai của Lemby. Ông nhảy cái hơi lộ, quả đấy sang trai chuyện nên tôi bỏ game. Vâng, Sam King bằng phép màu kỳ diệu với gậy lớp Berlin và chọc stun. À không, đó là giày bay. Tôi tưởng nó đi từ đây mà sao con bác đến đây rồi thì con này có vẻ là xăng hơi bị nhiều. Vâng, gõ GG rồi. Voi quyết định là không đi connect nữa nên gõ GG trong những thành viên Hà Vi đang liên tục hành lạc đối phương ở đây. Cảm giác chảy trâu. Đánh kiểu lâu không cảm thấy cái chảy trâu luôn. Vào nhà củ tỏi đối phương. Vâng, một trận đấu MVP tới được Sam King 2-4-2-4, mặc dù thỉnh thoảng có những tình huống xử lý cũng khá là ngớ ngẩn. Ekmo cũng chơi rất hay. Dandy không quá nổi bật. Và Astai thì tôi tưởng là game này không có Dazzle. Chả thấy Vũ Phật Tử bao giờ cả. Đó. Nhưng mà không đáng kể. Không thể so với cả những hero khác. Và một trận đấu mà Void đã biểu diễn rất là đẹp mắt nhưng mà không có tác dụng gì mấy. Navi